Hello các bạn, lại là Phúc đây. Một cái quán bánh bèo chén tôm thịt, bánh ít trần, bánh đúc, bánh bột lọc ngon, rất rẻ ở quận 3 mà tối nay tôi được bà vợ dắt đi ăn nè. Quán này thì bình dân thôi nhưng mà cô chủ quán đã bán hơn 50 năm rồi. Quán cách cổng ga xe lửa chỉ chừng 100 m thôi nha. Từ đường Ngô Thời Nhiệm thì Phúc rẽ phải vô đường Nguyễn Thông, chạy đến gần cuối đường thì gặp chung cư đường sắt. Thì đối diện qua số nhà 123 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3 thì các bạn sẽ thấy cái tủ bánh bèo cô ba đầy ắp luôn. Chén trưng quay ra ngoài to bằng chén cơm luôn với đủ loại món luôn. Cô ba thì lớn tuổi rồi, cô bán từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 9 giờ đêm mỗi ngày. Ở đây thì thường khách ăn hai loại là bánh bèo chén tôm thịt, một chén là 10.000 mà to lắm, có sốt tôm thịt nữa, rắc thêm con ruốc, tôm mỡ, bánh mì chiên hạt lựu, Phúc gọi thêm một phần thập cẩm 35.000, có rất là nhiều thứ luôn nha. Ví dụ như là bánh bèo, bánh lọc, bánh ít trần, một cái miếng bánh đúc ăn với lại nhân, rồi thêm một cái miếng chả tôm và một cây chả quế nữa. Cô cho thêm một cái chén nước mắm có thêm đồ chua chan vô ăn chung ngon lắm nha. Một dĩa như vậy còn có thêm đậu xanh, mỡ hành, tôm mỡ, hành phi rồi bánh mì sắc hạt lựu nữa, thêm một cái muỗng dung con ruốc nữa nha. Đối với Phúc thì một dĩa 35.000 như vậy khá là rẻ nha, vì nhiều đồ ăn với giá tiền bỏ ra, đặc biệt là chén bánh bèo tôm thịt theo cái kiểu miền Trung rất là đặc biệt. Sốt tôm thịt đó thì sền sệt thơm ngon lắm. Cô chan thêm miếng nước sốt nữa, ai ăn thì gọi thêm một cái chén này nhiều khi no luôn. Một cái điểm trừ là chỗ ngồi khá là ít, chỉ chừng được mười mấy người thôi, không có chỗ đậu xe cho nên phải để dưới lòng đường, nhưng mà có một cái chú trong xe giúp cho nên cũng an tâm lắm. Bù lại thì phần bánh chất lượng chỉ 35.000 đồng một dĩa nên Phúc cảm thấy rất là hài lòng nha. Các bạn đừng quên ủng hộ Phúc để có thể khám phá thêm nhiều quán ăn ngon rẻ bình dân ở Sài Gòn nha.